Vâng, một lần nữa nông dân Cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Dương Vi sẽ nói về cái Nguyễn Thị Bích Thủy này. Ả ta là người như thế nào? Đấy. Đối với việc mà cơ quan cảnh sát điều tra người ta phát lệnh truy tìm lần hai này. Với Nguyễn Thị Bích Thủy này, Dương Vi theo dõi rất là nhiều, mà tối hôm qua sau khi tắt live xong là lúc ấy 11 giờ hơn, vẫn có một cô ca sĩ đăng lên cái trang mà Dương Vi phê duyệt đó. Dương Vi xem rất lâu mà Dương Vi cũng không phê duyệt, bởi vì đấy là cái việc cá nhân của cô ca sĩ này với Bích Thủy. Dương Vi chỉ xem cái live đó thôi. Đấy là một, còn rất là nhiều người gửi đơn tố cáo thứ nói về Nguyễn Thị Bích Thủy này, có cả bằng chứng hẳn hoi. Chính vì vậy á, sau khi cơ quan công an điều tra người ta phát lệnh truy tìm thì Dương Vi mới làm cái live này, nó có đầy đủ cơ sở căn cứ nói không thì Ả ta đứng đằng sau, Ả ta là một cái tổ chức còn giấu mặt. Đấy là mình cần đặt ra một cái câu hỏi, tổ chức đấy là tổ chức nào? Nóng này, công an truy tìm nữ chủ nhân kênh YouTube Bích Thủy TV. Ngày 10 tháng 10 á, Trung tá Phạm Thanh Bình, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã ký thông báo truy tìm Nguyễn Thị Bích Thủy, sinh năm 1981, quê Đồng Nai. Theo thông báo Cơ quan Cảnh sát Điều tra, vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường 16, quận 8 vào năm 2018. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 8 xác định Bích Thủy có liên quan đến vụ việc kể trên. Tuy nhiên, hiện Bích Thủy không có mặt tại nơi cư trú. Thông báo đề nghị các đơn vị trong công tác tuần tra rà soát, nếu phát hiện đối tượng có thông tin lai lịch như trên thì báo ngay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo này gửi đến cơ quan thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai nơi Bích Thủy đang sinh sống. Và Dương Vi cũng đưa luôn cái địa chỉ cho mọi người biết. Nguyễn Thị Bích Thủy, địa chỉ D3/13B, ấp 4 này. Dương Vi đọc lại địa chỉ này. D9/13B, ấp 4, Tân Kiên, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái địa chỉ của Ả. Và ngày 25 tháng 10 tới, Ả có tổ chức đám cưới cho con của Ả. Đó là cái thông tin địa chỉ nơi Ả đang sinh sống. Tiếp theo cái thông báo truy tìm này, thông báo đề nghị các đơn vị trong công tác tuần tra rà soát, nếu phát hiện đối tượng có thông tin lai lịch như trên thì báo ngay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh nha. Trong khi đó, Công an thành phố Thuận An, Bình Dương cho biết đơn vị này cũng nhận một số đơn tố cáo của người dân về việc Nguyễn Thị Bích Thủy lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đơn cử ông NHT tố bà Thủy nhận 300 triệu đồng vào tháng 7 năm 2017, hứa lo được trúng thầu bái giữ xe tại bệnh viện quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đến nay bà Thủy không trả lại, mặc dù không phải giải quyết được cái việc như thỏa thuận, có nghĩa là ông T này không trúng thầu cái bãi giữ xe đó. Ngoài ra, ca sĩ Thái Thùy Liên cũng đến công an Bình Dương để tố cáo Bích Thủy lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mà cái cô Thái Thùy Liên này làm rất là nhiều like ở trên trang fanpage của cô ca sĩ Thái Thùy Liên này. Dương Vi cũng theo dõi cô ca sĩ Thái Thùy Liên này rất là lâu rồi. Cũng nói về cái việc mà Nguyễn Thị Bích Thủy này lạm dụng chiếm đoạt xe của cô ấy. Còn có cả một số người là công tác cán bộ làm trong cơ quan nhà nước cũng bị Ả lợi dụng chiếm đoạt xe. Mà lợi dụng chiếm đoạt xe như thế nào, lát Dương Vi sẽ đi vào những nội dung nó cụ thể hơn. Nguyễn Thị Bích Thủy ấy được nhiều người biết đến cái vai trò là chủ tài khoản YouTube Bích Thủy TV và Facebook Nguyễn Thị Bích Thủy. Người này thường xuyên đến các địa phương xưng là phóng viên, nhận giải quyết các tranh chấp của người dân.
Mà tối hôm trước ấy, tối hôm kia Dương Vy có vào cái trang Facebook cá nhân của Bích Thủy, thấy đang like khóc ấy. Thì Dương Vy có còn Bích Thủy ngày trước làm cho đài truyền hình nào, là phóng viên cơ quan báo chí nào? Bích Thủy bảo Bích Thủy chưa làm, chưa bao giờ làm phóng viên. Vậy thì tại sao đi ra ngoài quay phim chụp ảnh ở hiện trường cứ tự xưng mình là phóng viên đài truyền hình này, đài truyền hình nọ? Mục đích của là gì? Đó là những cái câu hỏi dành cho công luận và mọi người. 9 tháng 9, Bích Thủy cùng hai thanh niên đến phường An Phú, Thuận An, Bình Dương để giải quyết việc tranh chấp giữa hai hộ dân sau khi công an địa phương đến đề nghị không được sử dụng máy bay không người lái quay phim, có nghĩa là flycam á. Thì những người này không hợp tác, có hành vi cản trở dẫn đến xô xát nhẹ. Bích Thủy là người dùng điện thoại để ghi hình phát trực tiếp trên mạng xã hội, tạo dư luận hiểu sai về vấn đề này. Cụ thể như thế nào? Nói về Nguyễn Thị Bích Thủy, trong cái thời gian vừa qua, cư dân mạng tỏ ra hết sức là quan tâm về một nhân vật có tên Nguyễn Thị Bích Thủy này. Nguyễn Thị Bích Thủy ấy, chuyên đăng tải những cái vụ việc liên quan đến kiện cáo. Hò lại hò. Những cái hình ảnh ấy, clip gây rối loạn, tấn công hạ uy tín các lực lượng công an, đặc biệt là công an giao thông nhé, bằng việc gắn lên mình cái vỏ bọc chống tiêu cực Nguyễn Bích Thủy ấy, nổi lên như một cái hiện tượng khi đi đầu là nhà báo. Hết mạo danh nhà báo này đến nhà báo khác, đấy, cả phóng viên đài truyền hình để đe dọa tố cáo. Không lâu nhưng có rất là nhiều người đăng ký và theo dõi ủng hộ Nói về cái vụ việc flycam ấy, gần đây cái kênh Bích Thủy đăng tải việc công an đánh rồi tạm giữ hai phóng viên ở Bình Dương, có nghĩa là hai phóng viên mà Bích Thủy cho là mọi người cho là phóng viên ấy, nhưng mà không phải nhé. Thì bên đại diện công an phường An Phú đã thông tin trưa ngày 8 tháng 9 ấy, đơn vị nhận được cái tin báo của người dân về việc có một cái nhóm người tụ tập gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Vì thế một trung úy đã xuống hiện trường. Tại đây trung úy công an phát hiện có người dùng flycam bay trên nhà người dân nên đề nghị ngưng thu giữ để lập biên bản. Khi đề nghị cung cấp giấy tờ về flycam thì người quay phim nhóm của Bích Thủy này đã giấu flycam đi, tạo việc giằng co và chống đối của hai đối tượng với trung úy công an. Bên cạnh đó, khi làm việc, hai thanh niên này nói họ chỉ là người dân chứ không phải là phóng viên báo chí như thông tin chia sẻ ở trên mạng xã hội. Vì thế thông tin Nguyễn Bích Thủy đăng tải là hoàn toàn sai sự thật, có tính chất bịa đặt vu khống cho lực lượng bảo vệ pháp luật đấy. Nói về cái vụ việc flycam tại khu vực cấm bay hoặc không có sự đồng ý của chính quyền địa phương là hành vi phạm pháp luật nhé. Việc nhóm người bay flycam có biểu hiện chống đối, không hợp tác, công an phường hoàn toàn có quyền cưỡng chế. Việc túm cổ áo công an xã lao vào ôm và giữ cán bộ công an phường của nhóm người tự xưng là phóng viên trên có dấu hiệu chống người thi hành công vụ. Phóng viên theo ý của Nguyễn Bích Thủy nói chính là phóng viên của tạp chí vận tải ô tô tờ tạp chí mà mấy tuần trước Ban Ghét có đưa tin về việc bị Sở Thông tin Truyền thông Phú Yên xử phạt vì không có giấy phép hoạt động. Nên có thể nói nhóm này giả danh phóng viên, không một ai trong cái số những người này là phóng viên. Bởi Bích Thủy ấy, cái trình độ học vấn của Bích Thủy ấy, chỉ học đến lớp 8. Mà mấy ngày qua Bích Thủy đưa tin lên mạng xã hội bắt giữ đánh đập phóng viên, hành vi này của Bích Thủy là vi phạm pháp luật, hết sức là trắng trợn. Nguyễn Bích Thủy và đồng bọn có dấu hiệu chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng và vi phạm vào điều 288 của Bộ luật hình sự về hành vi đưa sử dụng trái phép thông tin mạng. Còn đối với Nguyễn Thị Bích Thủy này còn có cái tên khác là Bé Em, sinh năm 1981, trú tại ấp Hòa Hợp, Bảo Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai.
Vào năm 2001, Nguyễn Thị Bích Thủy từng bị Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tuyên 2 năm 6 tháng tù treo về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Đấy, đấy là cái vụ án thứ nhất. Dương Vy xin nhấn mạnh lại nhé. Vào năm 2011, Nguyễn Thị Bích Thủy bị Tòa án Nhân dân huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai tuyên 2 năm 6 tháng tù treo về hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Lúc đó Nguyễn Thị Bích Thủy này có nhận 5.000 USD để nhận làm visa cho người khác, nhưng sau đó bỏ trốn. Theo bảy, Nguyễn Thị Bích Thủy từng có một thời gian thành lập công ty vận tải, tự nhận mình là phóng viên HTV để kêu gọi các chủ xe mang xe về đầu quân cho công ty của mình, và sau này Bích Thủy chiếm đoạt hàng loạt xe của họ. Cái vụ này có liên quan đến cả cán bộ nhá. Có nhiều người cũng bị con ả này nó lừa mà người ta cũng không dám lên tiếng này. Đấy, có chỉ có cô ca sĩ Thái Thùy Linh có làm livestream lên tiếng nói về cái việc này rất là nhiều, rất là chi tiết. Mà cô ca sĩ này cũng làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng. Còn cái giai đoạn 2015 ấy, với Mark HTV, Bích Thủy thường xuyên kêu gọi đầu cơ xe quá giá của nhà nước. Chiêu lừa này khiến nhiều người ôm trái đắng. Một số nạn nhân ngụ tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã bị Bích Thủy lừa hàng tỷ đồng. Trước đây báo công an thành phố đã từng nhiều lần đăng thông tin truy tìm Nguyễn Thị Bích Thủy. Cô này đã đến tận trụ sở công an để gây rối nha. Năm 2018 này, Nguyễn Bích Thủy cho người tấn công người khác tại một cơ sở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Sau khi công an phường có mặt, Bích Thủy đã có hành vi tấn công người thi hành công vụ. Biết sẽ bị xử lý, Thủy giả bệnh và sùi bọt mép liên tục nhiều ngày ở bệnh viện để gây áp lực cho công an quận 1 không khởi tố mình. Đấy, cái đó là chiêu bài của ả. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội thuộc công an quận 1 đã gửi giấy triệu tập yêu cầu Nguyễn Thị Bích Thủy có mặt đúng 14 giờ ngày 28 tháng 7 2020 để làm việc liên quan đến những đơn tố cáo của công ty cổ phần thương mại Bách Hóa Xanh về những cái thông tin bịa đặt vô căn cứ không chứng mà Bích Thủy đã đăng tải đó. Tiếp đó là hàng loạt bài liên quan đến lực lượng cảnh sát giao thông, công an các địa phương. Thường các sản phẩm mà Bích Thủy đăng tải đều thông tin sai sự thật, một cái chiêu trò rất là lố bịch và cố tình vu khống này. Thủy cùng nhóm thường xuyên chạy xe đi các tỉnh, mà Dương Vy cũng xem rất là nhiều cái like của Bích Thủy này. Đấy, có nhiều đợt đến cái trạm kiểm soát lực lượng giao thông này mà cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính, thì nhóm của Thủy thường sử dụng cái thủ đoạn không xuất trình giấy phép lái xe, sau đó đặt vấn đề, có nghĩa là rúi tiền cho những người thực thi nhiệm vụ đó để bỏ qua cái lỗi cho mình như này nọ, xong là quay phim chụp ảnh ghi âm đăng tải lên mạng xã hội để vu khống, thậm chí cắt ghép những cái hình ảnh đó. Với những cái hành vi đó thì cái lực lượng chức năng, cụ thể là cảnh sát giao thông này, kiên quyết lập biên bản vi phạm, thì nhóm của Bích Thủy không chấp hành mà chống đối, thể hiện bằng cách live stream hò hét này nọ để kêu gọi những người người ta đăng ký theo dõi ở trên trang fanpage với cái trang Facebook cá nhân của Nguyễn Thị Bích Thủy này thì người ta vào đó xem, nhằm hạ uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông. Mà các hành vi của ả làm như vậy đều được ghi hình ghi âm, sau đó ả về cắt ghép cái nội dung và đăng tải lên trang fanpage cá nhân của mình. Đấy,
Không riêng gì Nguyễn Thị Bích Thủy này này, cùng cái thủ đoạn trên đó, Trần Đình Sang, cái tên quen thuộc với nhiều cư dân mạng, chuyên đăng tải những hình ảnh, video, clip gây rối và hạ uy tín lực lượng công an trên toàn quốc, trong đó công an Hòa Bình cũng bị Trần Đình Sang này này vu khống như vậy. Sau đó cái tên Trần Đình Sang này bị cơ quan công an tỉnh Hòa Bình ấy bắt để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ khi đấm vào mặt một cảnh sát cơ động. Không chỉ vậy ấy, cư dân mạng còn lan truyền hình ảnh chụp màn hình một nhóm kín trên Facebook của Hội Anh Em Dân Chủ, tổ chức phản động trong nước do Nguyễn Văn Đài sáng lập. Đấy, Hà Đông Xuân, UVTV, Việt Tân điều hành với Facebook. Xuyên ra xuất hiện thêm nghe thành viên mới là Trần Đình Sang. Được biết Trần Đình Sang được kết nạp vào thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ vào hơn nửa năm nay ấy, và nhận được sự hỗ trợ tích cực về tiền bạc, phương tiện của các tổ chức phản động trong và ngoài nước, trong đó có Việt Tân, để tiến hành những cái hoạt động chống phá dưới danh nghĩa là tố cáo sai phạm, y như Nguyễn Thị Bích Thủy này. Do đó, mọi người cần phải tìm hiểu thật kỹ để biết rõ cái bản chất, cái chân dung của Nguyễn Thị Bích Thủy này với cả Trần Đình Sang, đồng thời cũng cảnh giác với những thông tin mà chúng đăng tải vu khống bịa đặt ở trên trang fanpage cũng như trang Facebook cá nhân của Nguyễn Thị Bích Thủy cũng như Trần Đình Sang này. Chính nhiều người ấy, nằm trong lực lượng công an rất bức xúc, đặc biệt là cơ quan cảnh sát giao thông. Hầu như đi đến tỉnh nào ấy, có gặp Nguyễn Bích Thủy, những cái chốt giao thông gặp Nguyễn Bích Thủy ấy, đều bị ả ấy chụp cho cái mũ vặn vẹo đủ kiểu, mà nhiều người không biết ả này là phóng viên thật hay là chỉ một người giả danh phóng viên, cái trình độ học lớp 8 làm gì có tư cách đủ tiêu chuẩn để làm một phóng viên nhà báo. Mà cái lượng tiền ả ấy, đi rong suốt ngày suốt đêm như vậy lấy đâu ra, kinh doanh được bao nhiêu, trong đó không có những cái tổ chức đứng đằng sau tài trợ làm những việc này, thì Bích Thủy không có cái mồm mép nó giảo hoạt như vậy với cái trình độ học lớp 8, mà không có một cái nhóm đứng ở trước và bên cạnh lúc Bích Thủy livestream á, nói về hiện tượng này vụ việc kia, thì Bích Thủy không thể làm được một mình. Bởi vì sao? Bởi vì Bích Thủy không đủ khả năng và trình độ năng lực theo dõi rất là nhiều cái livestream Bích Thủy, đặc biệt là cái livestream mà hôm cơ quan cảnh sát điều tra quận 8 thành phố Hồ Chí Minh ấy, phát lệnh truy tìm Nguyễn Thị Bích Thủy này, thì ả đã khóc, bởi vì có liên quan đến những vụ án từ năm 2018 và còn một số vụ án vụ việc mới đây nữa. Càng ngày càng lộ rõ cái bản chất của Nguyễn Thị Bích Thủy này ra. Các vị vào cái trang fanpage Thái Thủy Liên mà xem. Thái Thủy Liên ấy cũng góp xe để kinh doanh nhưng mà bị ả lừa, cuối cùng bán xe, và rất nhiều người bị ả lợi dụng cái việc mà ả nói làm cho đài truyền hình HTV ấy, thì đã cổ phần hóa xe này nọ, đóng góp xe ra là lợi dụng việc đó bán xe người ta trục lợi cá nhân. Rất là nhiều nạn nhân ở trong cái vụ việc đó. Đấy là nói về Nguyễn Thị Bích Thủy. Vì đọc lại cái địa chỉ Nguyễn Thị Bích Thủy nhá. Nguyễn Thị Bích Thủy địa chỉ D9 phường 10 D9 trên 13 ấp 4 Tân Kiên, phường Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
Đó là cái địa chỉ của ả. Vào ngày 25 tháng 10 tới, ả tổ chức đám cưới cho con. Còn cơ quan công an người ta tìm được ả, ả có ở nhà hay không, đấy là đến ngày đó sẽ biết.